lô này của chị này, lô này này, ngang 5 mà dài 18, mà cái đường này là đường chính anh chị nhá, không chỉ ở mà mình có thể kết hợp làm văn phòng công ty. Tiếp tục vào việc anh chị ạ. À, hôm nay em Hải mang tới anh chị mình một lô đất với bề ngang 5, chiều dài 18, đẹp lắm anh chị, 90m mà, đúng không ạ? Thiếu 10m nữa là mình đủ 100m2. À, bề ngang 5 thì anh chị mình xây một căn nhà phố đẹp. Khu này cũng đẹp luôn. Khu này là anh chị ạ, nó gần với thành phố Thủ Đức, gần với thành phố Thủ Đức. À, bám quốc lộ 1K, nếu với đường quốc lộ 1K đó, anh chị chạy thẳng là vào sân bay Tân Sơn Nhất anh chị nha. Một đường thẳng thôi, tại vì cái đường quốc lộ 1K là nối với đường Phạm Văn Đồng của thành phố Thủ Đức. Đấy. Thì hôm nay em mang tới anh chị mình căn lô đất này, sát bên căn nhà này, tính ra ngang 5, vỉa hè ở đây 3m. Tất cả bất động sản em hãy review với phương châm là đúng, đủ, chính xác, minh bạch, công khai, review không sai và cũng không làm mất thời gian của ai anh chị ạ. Có nghĩa là có sao em Hải sẽ review vậy anh chị. Và điều đặc biệt là em Hải review sổ hồng riêng thôi, không review sổ chung. Mua bán là công chứng, mua bán là sang tên, mua bán là hỗ trợ ngân hàng. Em Hải sẽ hỗ trợ hết cho anh chị mình, kể cả đi làm sổ sách giấy tờ cho anh chị mình luôn anh chị nha. Đấy, làm là làm miễn phí anh chị nha. Trục đường này lọt lòng 8m, nếu tính cả vỉa hè là 14m anh chị. Với trục đường chính, với trục đường thông, trục đường ở trong cả cái khu này, hộ dân sẽ đi ra con đường này. Ở đây là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Phường Bình An nha. Phường Bình An là một cái phường mà anh chị ạ, mình có thể tìm này, là sẽ ra. Nếu mà bên thành phố Thủ Đức, bên thành phố Hồ Chí Minh, mình đi qua bên Bình Dương, bên Di An, thành phố Di An là thành phố đầu tiên giáp ranh với Thủ Đức này quý vị, thì cái phường Bình An của mình cũng là một trong những cái phường mà giáp ranh với thành phố Thủ Đức, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Đúng, chính xác là như vậy anh chị nhá. Bây giờ thời buổi công nghệ internet rồi, mình có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào ở đâu, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị xem em Hải đưa thông tin như vậy có đúng hay không. Nếu mà đứng đây anh chị nhìn thấy mấy cái tòa nhà đang mọc đó, mấy tòa nhà chung cư đó, ở đó là làng đại học, ở đó là thành phố Thủ Đức rồi đó anh chị nhá. Đấy, thì với cái góc nhìn này từ đây qua đó mình nhìn vậy thôi, chứ nó cũng chỉ loanh quanh khoảng một cây thôi, một cây số thôi anh chị nhá, rất gần luôn. Đấy, rất gần luôn anh chị nhá. Từ đây anh chị mình di chuyển về cầu vượt Linh Xuân, nếu mà mình lấy điểm đầu đường Phạm Văn Đồng, ở đó là cầu vượt Linh Xuân anh chị, một đường thẳng quốc lộ 1K anh chị nha. Thì anh chị sẽ chạy thẳng là 5 km, anh chị sẽ tới cầu vượt Linh Xuân. Đấy, anh chị hãy tìm kiếm giúp em nha. Em có thể gửi ghim định vị ở đây để cho anh chị mình đo khoảng cách từ nhà, từ đất anh chị mong muốn tìm kiếm ha, từ nhà anh chị mình lên tới đây xem bao xa. Ở đây mình xuống cầu vượt Linh Xuân là 5 cây, 5 km không quý vị ha, em nói là 5 km á. Đó, thì còn xuống bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, bệnh viện quốc tế và Go Gia là 3 km anh chị nha, không lệch đâu, không lệch đâu. Còn làng đại học quốc gia là 1 km nha, em hồi nãy em quay cho anh chị mình rồi đó. Ở đây này anh chị này, chính xác này, dài 18m như mép cái nhà đó đó, ngang 5, nhà này cũng vậy. Đó. Về đây mình xây nhà lầu anh chị nha. Nói không với nhà tạm, nói không với nhà cấp 4. Đấy, em phải review nó phải chính xác như vậy. Có nghĩa là ở khu này là khuyến khích anh chị xây nhà lầu để mình ở, chứ không xây được nhà tạm, không xây được nhà trọ đâu anh chị nha. Ở khu này người ta không cho xây nhà trọ, không cho xây nhà tạm đâu. Đấy là khu này, khu quy hoạch, khu dân cư mà quý anh chị. Phường Bình An, thành phố Di An anh chị nha. Khu này đẹp lắm ạ. Anh chị xuống khu này anh chị sẽ mê. Nếu mà từ bên thành phố Thủ Đức, bên thành phố Hồ Chí Minh qua thì người ta vẫn hay chọn cái khu này. Tại vì cái khu này là cái giá nó vừa phải và quy mô và vị trí nó đẹp quý anh chị ạ. Còn những cái khu khác, ví dụ như khu hành chính thì giá rất cao quý anh chị nhá. Mà khu này thì gần khu hành chính. Đó, đó là cái lợi thế đó anh chị ha. Em Hải làm môi giới ở đây nên nhà đất ở đây đang bán lô nào, nhà nào đang bán là em Hải biết hết quý anh chị. Đất ở đâu giá bao nhiêu, nhà bao nhiêu em Hải biết hết quý anh chị ha. Nếu mà nói một cách đúng là em Hải định giá được ở cái khu vực Bình Dương này. Đó, những cái vị trí em đang làm việc thì em biết là giá nào cao, giá nào thấp anh chị, nên là video nào em cũng sẽ chọn ra review những cái bất động sản có những yếu tố hời hơn thị trường để có những cái yếu tố bán nhanh đó quý anh chị. Khi mà bán nhanh thì anh chị cũng mua được sản phẩm rẻ, cái người bán người ta cũng bán và được việc, có tiền. Còn em Hải cũng vậy, em Hải bán được sản phẩm em Hải cũng có tiền mà, đúng không ạ? Có nghĩa là ba bên đều có lợi quý anh chị, bên mua có lợi, bên bán có lợi và môi giới cũng có lợi, đúng không ạ? Em cũng được việc, đúng không ạ? Thì em phải chọn ra những cái bất động sản đẹp rẻ hời thì em mới quay, thì em mới bán nhanh được. D1 này quý anh chị đó, đường 14m đó quý anh chị theo. Đó, thực tế nha. Đó. Rồi, anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải và xem video hàng ngày. Em Hải ngày nào cũng sẽ đi quay phim ghi hình thực tế và đăng lên kênh YouTube của em Hải cho anh chị mình xem. Em Hải đã đăng được hơn 3.000 video rồi, 3.500 video rồi. Anh chị cứ vào cái kênh trang chủ của em, anh chị sẽ thấy, đúng không ạ? Với số lượng kênh, với số lượng video là 3.500 video rồi, đó là điều thực tế anh chị nhá. Vậy là ngày nào cũng có vài video lên cho anh chị mình xem. Ngang 5 dài 18 là 90m, thổ cư hết sổ hồng riêng, không review sổ chung. Sổ này là sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng, sang tên và công chứng ngay nếu mà xuống đây xem được lô đất và đàm phán giá cả với chủ quý anh chị nhá. Mình có thể gặp
chủ đất để mình đàm phán thoải mái. Chủ đang kêu lúc trước thì kêu hơn 4 tỷ, đó là điều chính xác. Anh chị xuống đây hỏi dân anh chị sẽ biết. Còn bây giờ thì em Hải đã làm việc lại với bên anh chủ đất này rồi, anh cũng đang cần bán thì anh cũng đã bớt xuống dưới 4 tỷ, chính xác là 3 tỷ 9. 3 tỷ 9 vẫn bớt các anh chị nha, vẫn còn bớt nha. Đấy, giá 3 tỷ 9 cho lô đất này, đường trục chính với 90 mét thổ cư hết là như lô này là rẻ đâu anh chị ha. Hướng này hướng Tây Bắc phù hợp cho anh chị Tây Tứ Trạch, còn anh chị Đông Tứ Trạch không hợp. Ngoài ra chỗ này cũng gần với giáo xứ An Bình, anh chị có thể tìm này. Giáo xứ An Bình ngay quốc lộ 1K đó các anh chị, có 200 mét thôi ha, 200 mét thôi nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem xong lô đất này. Nếu anh chị thấy phù hợp hãy gọi ngay cho em Hải. Em xin cảm ơn.